Vâng, thì xin phép được trả lời câu hỏi của bạn trước, đó là về chế độ ăn. Thế thì câu hỏi này tôi thấy cũng rất là hay, bởi vì nhiều lúc là bác sĩ của chúng tôi cũng thường xuyên phải tư vấn cho bệnh nhân, vì chúng tôi gặp được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc là chúng ta theo kinh nghiệm dân gian, rồi người này mách, người kia mách, là có nên ăn thịt đỏ hay không, có nên uống lá đu đủ hay không, hay là có phải cần phải kiêng một cái nhóm thực vật, một cái nhóm thực phẩm nào đó không. Thì nhân cơ hội câu hỏi của bạn thì tôi cũng luôn muốn chia sẻ như sau. Thứ nhất là người bệnh ung thư, theo quan điểm của y học hiện đại thì chúng ta không cần thiết phải kiêng bất cứ một cái nhóm thực phẩm chuyên biệt nào, trừ khi bạn bị dị ứng với một loại thực phẩm nào đó thì bạn phải kiêng. Ví dụ có một số người là bị dị ứng sữa hoặc là dị ứng hải sản thì rõ ràng chúng ta phải kiêng. Thế còn đâu đối với bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư đang điều trị, các cái phương án điều trị là hóa chất, xạ trị, thì chúng ta phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, các cái nhóm thực phẩm bao gồm nhóm về đạm này, rồi rau xanh, hoa quả, nhóm về các loại ngũ cốc đó, thì rồi chất béo, để mà chúng ta có thể cung có đầy đủ các cái dinh dưỡng, để từ đó chúng ta mới có thể là có đủ sức khỏe để nhận các cái liệu pháp điều trị cũng như là giảm các cái độc tính của điều trị, và đặc biệt là cơ thể chúng ta cũng có cái sức đề kháng để chống lại các cái bệnh bội nhiễm khác. Thế còn trong cái quá trình điều trị, nếu mà phải kiêng thì chúng tôi cũng vẫn nên khuyên là chúng ta chỉ kiêng là rượu bia, thuốc lá, thuốc lào hay là các chất kích thích đó, kiêng các cái chế độ ăn mà nó quá cay, quá chua hoặc là quá cứng, để giảm thiểu các cái tác động lên dạ dày hay là lên các cái cơ quan khác đó. Thì chúng tôi chỉ muốn chia sẻ đó. Cái vấn đề thứ hai là về cái vấn đề mà sử dụng các cái điều trị không chính thống, thực phẩm chức năng đó, thì các cái ví dụ như là có bạn là uống lá đu đủ hay xạ đen thì chúng tôi cũng khuyến cáo là cái đó là không phải những cái điều trị chính thống, và chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ chúng ta dùng những cái điều trị như vậy kết hợp trong cái quá trình chúng ta đang điều trị tại bệnh viện hay là tại nhà đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không có bằng chứng về mặt y khoa để cho thấy những cái liệu pháp đó là liệu pháp có giúp hỗ trợ hay là điều trị cho bệnh ung thư. Thế còn về câu hỏi của bác sĩ Tĩnh, cũng muốn bác sĩ Thanh chia sẻ thêm, đó là về các cái giai đoạn TNM. Thế thì T ấy là viết tắt của từ tumor tiếng Anh, đó là đánh giá về khối u. N là viết tắt của nốt, là tức là hạch vùng. Đấy, và M là metastasis, tức là di căn. Thế TNM là để người ta phân định cái mức độ lan tràn của bệnh. Ví dụ T thì thường là người ta sẽ căn cứ vào kích thước của khối u, kích thước đo bằng cm chẳng hạn, rồi là cái mức độ xâm lấn ra xung quanh của khối u, để người ta từ đó đánh giá là cái khối u này ở cái mức độ nhẹ hay là nặng, cái nôm na như vậy. Thế còn hạch, đó là người ta đánh giá cái sự lan tràn, bởi vì là đặc điểm của khối u, của ung thư ấy, là một loại bệnh lý mà nó có khả năng phát triển xâm lấn ra xung quanh và có khả năng di căn, tức là chúng tôi hay nôm na với người bệnh là nó có chân nó chạy đấy ạ, tức là nó có thể di căn theo đường bạch huyết, là nó sẽ di căn đến các trạng hạch, và nó có thể di căn theo đường máu là đến các cái tạng khác ngoài cái u khu, cái tạng mà nguyên phát phát sinh ra ung thư. Vì vậy thì hạch nốt là để đánh giá xem là di căn hạch chưa, có di căn hạch hay không, di căn hạch ở mức độ như thế nào, và M là để đánh giá là có di căn xa, di căn vào các tạng khác hay là chưa. Đó, thì từ tổng hợp từ T, N, M thì từ đó chúng tôi sẽ có những cái đánh giá về giai đoạn, ra được giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 theo quy ước quốc tế, theo tiêu chuẩn của các guideline khuyến cáo của Bộ Y tế hay là của các cái của các khuyến cáo quốc tế dựa trên từng loại bệnh ung thư, chứ không có bệnh nào là giống bệnh nào cả. Đấy, và đối với cả cái giai đoạn của người bệnh, ví dụ là T3, N0, M1 thì ở đây T3 tức là u ở cái mức độ là số 3 mà theo thang điểm là từ 1 đến 4 của TNM, của T. Thế còn N0 tức là chưa có di căn hạch. Thế còn M1 ở đây là đã có di căn xa. Và như vậy đối với cái người bệnh mà đã có M1 tức là đã có di căn xa thì là đã được xếp, đối với ung thư phổi là đã được xếp là giai đoạn 4. Vâng, xin hết ạ.